Quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo, cả ba miền có nắng mưa đang xen, thời điểm mưa rào và dông thường xảy ra vào chiều tối và đêm. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 và từ đêm ngày 27 đến ngày 30 tháng 5 sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Còn tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ liên tục có mưa dông. Nguyên nhân mưa nhiều là bởi đang có rãnh thấp vắt ngang qua Trung Bộ, kéo theo gió Tây Nam hoạt động, tạo mây dông phát triển mạnh, nên gây mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh thì mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Chuyển sang khu vực Thừa Thiên Huế, ở Thừa Thiên Huế phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông cục bộ, có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa khoảng từ 16 đến 21 mm và nhiệt độ dao động từ 29 cho đến 31 độ. Độ ẩm trung bình rơi vào khoảng 85 đến 87%. Thời điểm này là mùa dông sét nên người dân cần phải cẩn thận hơn, chịu khó theo dõi tình hình thời tiết. Người dân làm ở khu vực nào cũng phải để ý trước, các nơi có thể trú mưa và tránh sét an toàn. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết ngày mai cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại! Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Huế nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực huyện A Lưới nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Huyện Nam Đông nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Đảo Sơn Trà nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.